Rồi, lần đầu tiên em xin chào tất cả các anh em cận thủ đam mê câu cá từ miền Tổ quốc. Hôm nay em tiếp tục làm cho em một clip gồm 10 con câu nha anh em. 10 con câu này là 10 con câu carbon hàng nội địa Nhật có, hàng xuất nội địa Nhật có. Rồi, để em vô cụ thể từng cây cho anh em xem. Em bán hàng cho anh em kiểm tra hàng trước khi thanh toán, nếu hàng lỗi hoặc không giống clip em lên á thì em nhận lại. Rồi, cảm ơn anh em. Rồi, đếm lên cái thứ nhất cho 10 tham khảo. Cây thứ nhất là một cây cần hàng của Gomet. Hàng này hàng của khu ghi sức nội địa Nhật nha anh em. Cán là cán ba khúc, cán đời cao. Bát là bát Fuji. Chất liệu là chất liệu carbon. Đó. Chất liệu carbon sắn quăng nha anh em. Nó nguyên cây. Khá đẹp anh em. Cây này độ mới nó tầm khoảng 93% nha anh em. Đầu bu đây. Bán hàng soi kỹ tất cả các cộng góc cho anh em xem luôn. Đây gỗ mệt hàng Korea sức nội địa Nhật nha anh em. Tem sức đầy đủ. Cái này bát là bát Fuji, phen là phen hãng nha anh em, phen hãng đá xám. Cây này dài 2m1, cứng 80, thích hợp cho anh em đi câu trên bè thuyền đó, đá lăn xê. Cây này thì nặng là 250g, đọt là 3 ly 1 đó, giá 800k nha anh em. 21 cứng 80 là độ cứng nó khá cao anh em. Anh em đánh bạo lực, đánh trên ghe, thuyền bè, ok. Rất là ok nha anh em. Cây thứ nhất giá là 800k cộng ship nha anh em. Đó. Bát là bát Fuji nha. Bát Fuji. Hàng carbon. Rất là ok nha anh em. Đầu bu đây. Rồi, tiếp theo sẽ là cây số 2. Cây số 2 là một cây Gilby, hàng thương hiệu nội địa Nhật nha anh em. Đây, cây này là sắn nổi quăng luôn nha anh em. Hàng Gilby, chất liệu carbon nha anh em. Cây này cây 3 khúc. 3 khúc dài 2m7. Bát là bát Fuji tam hoàng. Bát dặn nha anh em. Phen là phen Fuji luôn nha. Chất liệu carbon là sắn khỏi bàn. Anh em coi trong clip thấy. Đó. Cái này thì ngoại hình nó có bị xước sát một điểm. Đây góc bên đây, nó bị xước đây, nó xước sát thôi nha anh em, không nứt bể gì đâu. Đó. Gilby thương hiệu nội địa Nhật. Càng nhìn còn khá ok nha anh em. Phen là phen Fuji, lõi xám. Đây đóng chữ Fuji. Cái này dài 2m7, nặng 270g, đọt là 1 ly 1, độ cứng ra tầm khoảng 30-40 nha anh em, khá dịu á, độ cứng nó khá là dịu. Giá công khai là 700k nha anh em, thích hợp cho anh em đánh lăn xê, đánh gền, câu tra cũng được, câu chê cũng ok, giá rất là bèo nha anh em, một cây gần carbon, đọt nó đây. Sắn thì khỏi bàn đó. Rồi cây số 2 giá 700k, giá bèo nghèo luôn nha anh em, giá này chưa bao gồm phí ship nha. Tiếp theo sẽ là cây số 3. Cây số 3 sẽ là một cây cần cần hàng của đây, nó để chữ này em cũng không biết luôn, nhưng em đảm bảo chắc 100% với anh em là cây này em lấy từ bên Nhật về. Cây này có hai đọt nha anh em, 2m7, 2m7 ba khúc hai đọt. Cây này có độ cứng là một đọt cứng 30-50, một đọt cứng 50-50, một đọt cứng 60-80 nha anh em. Hai chất liệu là carbon, phen là phen sứ dạ quang nha anh em, nó xếp sứ dạ quang. Cái này anh em đánh về, đánh cha, đánh chim, đánh lăn xê, câu chép đều ok nha anh em. Độ cứng là chuẩn rồi. Đó. Ngoại hình thì như clip thôi. Đó, có sức sát ít. Carbon thì sắn quăng thì anh em khỏi bàn. Đó. Đọt là đọt tháp nha anh em. Cái này dài 2m7, nặng 290g. Đọt 2 ly 3 thì độ cứng rơi vào tầm khoảng 60-80,
đọt 2 ly 7, đọt 1 ly 7 thì cứng tầm khoảng 30 50 nha anh em. Đó. Hai đọt anh em đánh xe tua đội hình. Đó, phen xứ Gia Quang nha anh em. Ừ. Có một đọt em đi keo lại, đây, đọt này, em đi keo để chỉ lại nha. Ừ. Đây, đó. Test độ cứng đọt cho anh em xem. Đọt này cứng 30 50 anh em. Ừ. Khá dịu nha, cứng 30 50. Đọt này cứng 50 80. Đọt này đánh lăn xe là khỏi bàn. Khá cứng nha. Nó còn bóc, đồ bóc nó còn rút khó ra. Rồi, giá công khai cây số 3. Giá công khai cây số 3 là 900k nha anh em. Đó. Tiếp theo sẽ là cây số 4. Cây số 4 là một cây cần hàng thương hiệu của Mỹ nha anh em. Ugly. Ugly Tit. Đó. Cây này thương hiệu nội địa. Cây này thương hiệu Mỹ nha anh em, sức nội địa Nhật. Cây này dài 2m7, độ cứng tầm khoảng 30 50. Đó. Bát là bát Fuji, phen là phen Fuji. Khỏi chạy đâu hết. Phen đó đây, đóng trong đây anh em, chữ Fuji. Cái này ngoại hình nhìn khá ok. Ức ly nha anh em, ức ly. Carbon nha anh em. Đó. Cái này dài 2m7, cứng 30-50, thích hợp cho anh em đi câu chép. Đó, đánh chép, đánh cha chơi. Cái này đánh lăn xe là bao phê. Đọt nó gắt khá là dịu nha anh em. Nó tháp rất là hay, khá là dịu. Cái này dài 2m7, nặng 400g. Đọt 2 ly 7, độ cứng tầm 30-50. Đây, cây này thì gốc khúc nối nữa đây. Đó, bị xước cái này. Đó. Nhưng mà gắn vô bình thường nha anh em. Em bảo hành khúc đó, anh em què mà đánh hư chỗ này thì nói em nhận lại cây cần luôn. Đó, gãy chỗ khác thì em không biết. Gãy chỗ đó thì em nhận lại cây cần luôn. Nè, độ công nó đây. Đó, cây này mà dịu cá là bao khuê. Đây, em test độ dịu cho anh em xem. Khá dịu cho anh em. Cây này đánh băng xe dịu cá là ok. Rồi, cây số 4. Cây số 4 giá 900k nha anh em. Một cây cần thương hiệu Mỹ. Anh em vừa đánh chép là thấy cái này đánh ok. Tiếp theo sẽ là cây số 5. Cây số 5 là một cây cần nội địa Nhật, hàng Made in Japan. Đây anh em. Đó, khỏi chạy đầu, Made in Japan. Cây này cứng 80, dài 3m9. Đó, cây này chuẩn đánh lăn xe, câu gần. Cây này thì phôi nó sẽ là phôi BG nha anh em. Đó, phôi BG hình như là cây này carbon pha phép. Phen là phen Fuji Seed nha anh em. Đó, nguyên bộ phen Seed luôn. Đó, cây này mười mấy 20 cái phen á, phen Seed hết. Phen Seed này thì anh em có hư anh em ra thợ anh em sẽ thay 100k một cây. Đó, em mới thay phen của cây kia rồi, em biết. Nó nhìn phen xiết rất là ngầu nha anh em. Đó. Giá cây này thì chưa đủ tiền mua cái bộ phen này nữa. Cây này giá 900k nha anh em. Đó. Cây này dài 3m9, nặng 460g, đọt 3 ly 2, cứng 80. Phen xiết khá là đẹp nha anh em. Đó. Cây này chỉ nhìn nó đánh gần, biển đến lăn xe. Bộ phen này đánh gần thì còn gì bằng nữa. Khá đẹp nha anh em, bộ phen ok. Độ dịu với cây cần này khá ok nha anh em. Phôi BG, độ dịu nó đây. Đó, cứng 80 mà dịu thế này nè. Gắp vào cho anh em xem.
Đây nó có để đây cứng 80 coi VG. Hàng mắt lên xe ben nha anh em. Chuẩn nội địa luôn á. Đây tép đạo diễn cho anh em xem. Ừ. Đè xuống luôn nè. Ừ. Rồi. Giá công khai cây số 5. Giá 900k nha anh em. Đó. Em bao lỗi lòng, bao lỗi bao hỏng hóc nha. Anh em về kiểm tra mà thấy lỗi hỏng gì báo em nhận lại hết. Nguyên bộ phanh xích cây số 5 giá 900k nha anh em. 3m9. À. Tiếp theo sẽ là cây số 6. Cây số 6 em lên cho mọi người là một cây cần của Holy Lock. Cây này phôi sẵn hai da từ đầu đến ngọn. Holy Lock. Cây ba khúc nha anh em, phen Fuji bát thẳng, bát đề cao nha. Nó làm đồ vịn nè. Vịn cái này thì bao phê luôn, vừa tay vịn luôn á. À, thấy không? Vừa cái tay chụp vô luôn á. Đó, phôi nó đây. Đó. Phôi carbon wicker nha anh em. Đó. Cây này dài 3m3, cứng 50. Phôi sáng nhất từ đầu đến ngọn luôn nha anh em. Cây này thì nó bị gãy một khúc rồi. Đo với đọt thì nó bị gãy một khúc rồi. Đó. Độ cứng 50 nó bây giờ thành khoảng 80 nha anh em. Đây gãy có bao nhiêu đây. Nó cần gãy thì nó gãy thôi. Đó. Phen ok, phen Fuji. Đóng chữ Fuji trong đây nha anh em. Rồi, cái này nặng 390g. Đọt là 2 ly 5 nha anh em. Cứng 80. Giá là 900k nha. Đó. Càng sáng ít thì từ đất tới ngọn. Cây này anh em đánh lăn xê, đánh cha, đánh chép thì lấy cái này về đánh ok, bao on. Vì nó carbon nguyên cây, độ nảy nó rất là cao nha anh em. Nảy rất là cao nha. Bắt cá thì bao phê. Rồi, cây số 6 giá 900k. Tiếp theo sẽ là cây số 7. Cây số 7 là một cây cần rod hàng xuất nội địa Nhật nha anh em. Cây này là một cây cắm gốc. Cây này thì bát là bát Fuji. Phen là phen Fuji nha anh em. Đó. Mã cốt của nó đây. Để em xem. Cây này nặng là 250g. Đọt là 1 ly 3. Độ cứng tầm khoảng 20-30 nha anh em. Chiều dài đâu. Cây này chiều dài là 1m8 nha anh em. Đó, độ cứng 60 là ăn vô khúc trong. Dài 1m8. Độ cứng là khoảng 20-30. Đây, khá dịu nha. Có thể uống hình chữ C được luôn. Cây này chia cho anh em đi câu ghe tàu. Đánh bè, đánh cảm giác. Đó, đè xuống đây. Cây này cắm gốc anh em, nó chịu lực tải nguyên cây luôn, rất là phê nha. Cán ba khúc, cán đề cao, bát Fuji, phen Fuji. Nguyên xin anh em, không độ cháy gì hết, không đi keo đi chảy gì hết. Rồi, giá công khai cây số 7 giá 700k nha anh em. Đó. Tiếp theo sẽ là cây số 8. Cây số 8 là một cây cắm gốc 3 đọt. Cây này là một cây cần của Power Champion Pencil. Cây này là Banca. Cây này của Alpha Taco nha anh em. Cây này thì bát là bát Fuji. Đó, bát Fuji Ben. Phen là phen Fuji. Phôi là phôi sẵn hai da nha anh em. Khỏi bàn. Nhìn cái phôi nó là biết hai da rồi. Cây này cắm gốc dài 1m85.
Dài 1m80g, nặng 280g, đọt 3 đọt nha anh em. Cây số 8. Đây. Rồi nữa đây. Một đọt cứng 50-30, một đọt cứng 50-80, một đọt cứng 80-120 anh em, 3 đọt. Phôi sẵn hai da, phen là phen Fuji. Đây, có một số phen nó bị rỉ đây. Không sao, không ảnh hưởng gì đâu. Mấy bộ phen này anh em về đánh khoảng 5-10 năm nữa cũng không ảnh hưởng gì. Anh em đừng có đập thôi. Đọt là đọt tháp nha anh em. Đó, đọt tháp đầu bu là bu Fuji xích dạ quang. Khá đẹp nha anh em. Sẵn thế này còn đòi gì nữa. Cây này thích hợp cho anh em. Đủ đánh đủ thế loại nha anh em. Ba độ cứng nữa mà. Đó, anh em đánh đáy cũng được, đánh cảm giác cũng được. Đó. Nhưng mà loại này thì chia cho anh em đánh câu trên bè, ghe tàu thôi. Đó, độ ngắn, tại vì nó ngắn. Nó tầm khoảng 1m85 thôi nha anh em. Đó, cây này 1m85, em đo bằng thước rồi, chuẩn luôn. Gắp vô và đánh thôi. Không nhúc nhích sụp xịt gì hết. Đây. Rất ok nha anh em. Đọc này khá cứng. Em đọc không số đọc cho anh em tham khảo. Cây đọc 2 ly 1 á, đọc cứng tầm khoảng 30-50. Đọc 2 ly 5 đọc cứng tầm khoảng 50-80. Đọc 2 ly 9 đọc cứng tầm khoảng 80-120 nha anh em. Khá ok. Rồi. Giá công khai cho anh em là 1,2 triệu nha anh em. Đó, 1,2 triệu. Cây số 8, 1,2 triệu. Đó, anh em lấy về đánh thoải mái 3 đọt. Ba đọt và sẵn còn sẵn hai da nữa chứ. Rồi, tiếp theo sẽ là cây số 9. Cây số 9 là một cây càng nội địa Nhật, có định vị lóng. Đó. Đây. Đó. Cây này là một cây cần. Cây này là một cây cần của Senhwa nha anh em. Đó, Senhwa, anh em nào đã chơi qua dạng này thì anh em sẽ biết. Cái định vị lóng hết nha anh em. Đó, một cây cần hàng hệ. Hàng chuẩn nội địa Nhật nha anh em. Đó. À, cây này thì nó sẽ sẵn hai da. Khỏi bàn. Phen là phen Fuji. Đóng trong này nè anh em. Bát là bát Fuji. Cây này dài 3m3. Hàng sinh qua. Sẵn thế này nè anh em. Đây, lóng nó định vị hết nha anh em. Đó. Sẵn từ tết đến ngọn nè, thấy không? Soi chỉ anh em nè. Sẵn hai da nha anh em. Tem nè, tem chuẩn nội địa Nhật luôn. Cây này dài 3m3, nặng 360g. Đọt là 2 ly 2 nha anh em. Đầu cứng nó gờ tầm khoảng 30-50 nha anh em. Chia đánh gần, đánh cảm giác, săn chép. Đó. Đọt 2 ly 2. Em đánh gần, đánh cảm giác nè. Săn chép, cha chê. Nó rất là ok nha. Cây này dạng đánh cảm giác, đánh bao phê luôn á. Lên cá là bao phê luôn. Đây, khúc gáp nữa đây. Hàng có định vị lỏng luôn. Cứ nhắm thế này là thẳng băng. Khỏi chạy đâu hết. Đó nè. Cá ăn một cái nó sẽ ôm nguyên cây cần nè. Đó, test cho anh em xem luôn á. Rồi. Cây số 9 giá 1,2 triệu nha anh em. Đó, cây số 9 giá 1,2 triệu. Hàng khá ok nha anh em. Bao lỗi làm bao không hóc nha. Cây nào lỗi cho nào thì em báo lỗi cho đó thôi. Đó. Tiếp theo sẽ là cây cuối cùng, cây số 10, một cây hàng hệ. Cây bầu Holylock. Đó.
Cây này thì sắn ghép toàn thân, ngoại hình nó ra tầm khoảng 93% nha anh em. Đó. Hàng sắn ghép toàn thân nha anh em. Phen là phen Fuji, bát là bát Fuji. Khỏi chạy đâu hết. Cây này có độ cứng là 50, dài 3m, 3 khúc. Bát là bát Fuji, phen Fuji. Nặng là 400g. Đọt là 2,7. Độ cứng 50 nha anh em. Giá cây số 10 là 1,4 triệu nha anh em. Đó. Cây này anh em về câu tra chép đến lăng xe là ok. Đó. Quá đẹp anh em. Giá 1,4 triệu nha anh em. Cây số 10. Hàng quá đẹp. Không còn gì phải nói nữa. Rồi, đó là tổng cộng 10 cây cần em lên cho anh em hôm nay. Nếu anh em ưng cây nào có thể chốt để số điện thoại em tự động liên hệ với anh em. Em bán hàng cho anh em kiểm tra hàng trước thì em toán, nếu hàng lỗi hoặc không gánh ship em lên á thì em nhận lại. Rồi, cảm ơn anh em.